em đi đâu ấy? Đi đâu? Anh em làm gì ấy? Móc cua. Ra xem chú có nhiều cua không? Anh kia con làm bữa. Ngon đấy. Còn anh nhét ra cua tôi phải nấu canh. Đây. Được bữa rồi. Bữa tôi về nấu canh giác cua nhỉ? Tôi về giác cua. Tôi về sẽ kìa em uống rượu. Con này nó cắp đồng lắm đấy. Bị nó cắp chưa? Chưa. Đang bình này. Chú nghe vẻ cũng không sợ cua lắm nhỉ? Sợ là sợ nữa. Đây này, nó ơi này. Thế bây giờ anh có kèo này chú có dám chơi không? Kèo gì? Anh thấy mồm chú to ngậm cua không? Không, dạ, chơi kèo này cơ. Quá tiền luôn. Dạ, chơi kèo này, anh mà ngậm cua em mất với anh cả chỗ này. Chơi không? Thì có 6 con cua này mà mất thì ngậm cua á. Một nồi canh đấy, con chơi không chơi thôi. Không chơi ông đi về, tôi đi bắt cua. 100 nghìn nữa. Chơi. Không. Chơi nhá, cấm chạy. Chạm chú ý, không có 100 nghìn nhưng mà có ý nghĩa đoài này. Bỏ chân, bỏ chân. Bỏ chân à? Con này cũng được, chắc được 200. Bán đầu cân mà, con này bán đầu cân. Con này 25 nghìn nữa. Bánh trong cân, 5 nghìn một cân. Nhưng con này cũng được 100 nghìn thôi. Ừ. Rồi, ngồi chơi không? Cua. Chơi. Chơi, mẹ cấm chạy rồi. Cấm chạy đây. Chạy làm chúa. Tay kia, tay kia. Tay kia. Bắt tay. Tay kia. Tay dưới cua rồi. Bắt tay. Chạy làm chúa. Rồi rồi. Ok. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là cú Đô nào? Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi, chú Đô Vlog xin chào tất cả các bạn và các cháu đến với clip của chú Đô Vlog nha. Thì tham gia với clip của chú Đô Vlog hôm nay gồm có các thành viên. Toại Toát, chào 500 anh em. Tôi Khoa Chọc xin chào 1000 anh em. Dân Mắc xin chào 1500 dưới anh em. Thì trong clip hôm nay Khoa Chọc có một thách thức đối với Toại Toát là ngậm cua càng trong mồm với cháu nha. Ngậm cua càng trong mồm. Thì nếu Toại Toát chiến thắng thì là Khoa Chọc sẽ mất đấy. Mất một chiếc điện thoại của cháu nha. Đâu, chiếc điện thoại đấy của... Nha. Đây, các cháu nha. Điện thoại này. Chúa nha. Đây, chiếc điện thoại này các cháu nha. 5.000 một cân nha. Thì các cháu xem clip của chú Đô Vlog, nhớ xem từ đầu đến cuối và ủng hộ chú Đô Vlog cùng với team của mình bằng cách nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các clip mới nhất và hot nhất của chú Đô Vlog nha. Đăng ký để đẹp trai và xinh gái hơn nha. Đăng ký để đẹp trai và xinh gái hơn nha. Rồi, bây giờ mời các bạn và các cháu theo dõi clip của chú Đô Vlog. Đây các cháu nha. Đây là những con cua càng mà Khoa Chọc vừa mới bắt được ở bờ ruộng các cháu nhá. Những là bị mù nhá. Đây. Mù. Các cháu nhìn nhá, những con cua càng rất là khủng luôn. Thì bây giờ là Khoa Chọc thử thách Toại Toát là sẽ ngậm con cua càng này, một trong những con cua càng này trong mồm các cháu nhá. Nếu mà Toại Toát chiến thắng thì Khoa Chọc sẽ mất một phần thưởng đấy. Mất chiếc điện thoại các cháu nhá. Một phần thưởng thì nó sẽ hăng. Đây các cháu này. iPhone X Max. iPhone này mới là cân nhá. iPhone X Max các cháu nhá. 5.000 một cân. iPhone các cháu nhá. Quả táo ăn dở các cháu nhá. Eo ơi, nhưng mà nếu mà này thì là phải... trong cuộc thi này chú Đô Vlog với chuẩn Max sẽ là trọng tài các cháu nhá. Đây, chú Đô Vlog. Này nếu mà khó quá thì thôi nhá. Thôi thôi nào. Thôi bỏ qua. Lần trước đi ăn 500.000 rồi. Bây giờ là anh chọn một quán. Rồi. Thời gian là chú thích thời gian bao nhiêu? 5 phút. 5 phút ngắn tối. Nếu mà cảm thấy đang ở đây đâu này, đang đây là điện thoại với này, nước canh đi. Chân biết này, tối về còn rẽ cua. Thời gian này là 2 phút. 2 phút rồi, chấp nhận. Chấp nhận là thời gian 2 phút. Rồi. Các chú nhìn nhé, anh chỉ làm mà xem nó nhá. Sống không? Sống. Cua còn sống nguyên đấy. Đấy rồi. Cho tất cả mọi người xem nào, con cua càng. Càng xem to chưa? Đâu không? Đó, đâu cho nó thử cắp vào tay xem nào. Cho ôi, chớ dại. Đây, cua này, đấy. Đây, con này với gãy càng luôn. Đấy. Con này giờ con này gãy càng bỏ qua. Con này gãy càng bỏ qua đi. Này nha, con này nhá. Này con gãy càng cắp về đâu? Các chú nhìn nhé, anh chỉ làm một lần thôi. Thì bây giờ Toại Toát đã sẵn sàng chưa? Rồi. Này. Cái gì? Xe cứu thương là 113 hay là gì? 113 cứu hỏa, 114 là phòng cháy chữa cháy và 115 là cứu thương. À rồi, tí gọi 113. Thế đi chuẩn Mark chuẩn bị điện thoại đi, chuẩn bị sẵn sàng để gọi 115 đi. Chuẩn bị điện thoại đi luôn. Đề phòng thôi chứ còn anh làm sao bị được. Các cháu nhá, clip này chú Đô thực hiện chỉ mang tính chất giải trí. Nên các cháu không được bắt chước làm theo dưới mọi hình thức nhá. Rất là nguy hiểm. Thì là clip này được thực hiện bởi các chuyên gia các cháu nhá. Các cháu không thể tự ý làm theo, rất là nguy hiểm. Chết mẹ rồi, thử thách nhầm người rồi. Mọi người nhìn kỹ nha, chỉ làm một lần thôi đấy, không làm lại lần hai đâu. Chết mẹ rồi, thử thách nhầm người rồi. Bớ bẩn thì cắn luôn đi chứ. Thôi nhá, mọi người và các cháu này, theo dõi này. Bật thời gian đi, ông tí này bảo anh ăn lận. Ăn tới lúc sống. Xem thời gian là bao nhiêu phút rồi. À, các cháu nhìn nhá, nhìn nào, nhìn nào. 14:36, nên 41 nhá. Rồi các cháu nhá, bây giờ là Duẩn Mắc. Bật điện thoại lên để bấm giờ. Bấm giờ. Không không nhá. Rồi. Nào há mồm chuẩn bị tôi đây. 1 2 3 action. Ôi trời ơi.
hai phút nha. Hai phút cầm, cầm luôn đi cho lên. Được rồi. Mày cắn cháu nhá. Cắm chưa? Cắm chưa? Cắm thì phải kêu lên nhé. Không được chọc cho tại tóc cười. Quay, quay thời gian cho khán giả xem nào. Bây giờ đã 29 giây nhá. 30 giây. Chết rồi. 31 giây rồi. Ok, 2 phút nào tội tóc sẽ thắng nhá. Chết mẹ rồi. Thùng mồm bắt đầu cho nó đào xuống làm ổ trong đây. Chết mẹ rồi. Mất mẹ rồi canh rồi. Mất bẩn ăn tươi lúc sống. Khả năng nó cắn nữa. Mất mẹ rồi canh cái điện thoại rồi. Nói cho mày cầm mày. Đúng thách thức nhầm. Điện thoại của ai? Thoại mới mua 5.000 một cân đây. Quay chọc quay lại xem đồng hồ xem nào. Bây giờ một phút rồi, 1 phút 4 giây 5 giây 6 giây. Ok, chết giả rồi, mất mẹ. Tại Thoát đã thực hiện thử thách được một nửa thời gian các cháu nha, đã được hơn 1 phút. Không gấp đâu. Cậu cháu nhưng mà anh Toại, con cua này mà nãy em không nhớ không nhầm là lơ bóc ở dưới vàng chơi vậy. Mày bóc một tí lâu cái trâu à? Mày bóc một tí lâu cái trâu à? Mày bóc một tí lâu cái trâu à? Bật lên con cua này. Này, cái mẹ cái trâu làm sao? Cái trâu bỏ về. Xem đồng hồ. Nhờ tay vịt mi xe. 1 phút 43, 44. Năm mươi, năm mốt. Ôi nhảy nhảy đi. 59, 2 phút. Rồi, Toại Tóc đã thắng các cháu chưa? Toại Tóc đã thắng Khoa Chọc. Mất tiền đi điện thoại ơi. Nhanh lên trao, giải thưởng đi. Ôi anh xin. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Quân tử. Đây, anh xin anh nổi cua canh cua. Này, tự nhiên mới thằng trong anh cua bạn gì không đấy. Anh ơi, canh cua này về rẽ cẩn thận nhé. Rồi, cảm ơn các cháu và các bạn đã theo dõi clip của Chudo Vlog nhá. Thì trong thử thách này Toại Tóc đã chiến thắng Khoa Chọc các cháu nhá. Các cháu nhớ ủng hộ Chudo Vlog và team của mình bằng cách nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi clip mới nhất và hot nhất của Chudo Vlog nhá. Rồi, xin chào các cháu nhá.